Mời bạn theo dõi bộ truyện báo ân cái đầu ngươi của tác giả sữa chua be be. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Phiên ngoại 3 Dương Thiền Hạ Phàm Hứa tiên hăng hái bừng bừng đi xem nhà mà Dương Thiền đầu thai. Ai nha, mũ mĩm nho nhỏ, thật là đáng yêu quá đi. Hứa tiên nhìn tiểu Dương Thiền vừa tròn một tuổi, cười hì hì nói. Có sao, Bạch Tố Trinh khẽ híp mắt, lạnh lùng nói, ta từ trước đến giờ cũng chưa từng thấy nàng ta đáng yêu. Hứa tiên cười như không cười nhìn Bạch Tố Trinh, tâm tính Bạch Tố Trinh này đương nhiên nàng rất hiểu. Bạch Tố Trinh bị nhìn có hơi trột giả. Tiểu Bạch à, chàng rốt cuộc đi tìm ti mệnh tinh quân làm cái gì thế? Hứa tiên kề sát vào Bạch Tố Trinh, thổi khí vào tai hắn, hỏi. Không làm gì cả, Bạch Tố Trinh tâm thần rung rinh, nhưng ý chí vẫn kiên định lên tiếng phủ nhận. Phải không? Hứa tiên chớp chớp, vẫn là dáng vẻ cười như không cười. Bạch Tố Trinh quay đầu nhìn đám mây bên cạnh, giống như có thể nhìn nó nở ra một đóa hoa. Nhà Dương Thiền đầu thai cũng được xem như một hộ giàu có, phụ thân họ Dương, là một tú tài nho nhỏ, mẫu thân cũng thông hiểu chi thư đạt lễ. Tên của Dương Thiền không bị thay đổi, là do Dương Tú Tài đặt cho. Phụ thân Dương Thiền cũng không bởi vì nàng là nữ nhi mà không coi trọng, ngược lại yêu thương như bảo bối, cả ngày ôm vào lòng. Gia đình bình thường hạnh phúc như vậy, lẽ ra cuộc sống của Dương Thiền sẽ không phải gặp bất kỳ chắc trở nào. Nhưng vấn đề lại nằm ở trên người đứa trẻ tuổi tương đương nhà bên cạnh. Gia cảnh hộ bên cạnh kia lại càng giàu có, chính là viên ngoại thế gia. Lưu viên ngoại ngoài 40 mới có được một đứa con trai bảo bối, đi xem bói người ta lại nói phải đem nuôi dưỡng như nữ nhi, thì mới sống được. Cho nên, các bảo bối lưu ngạn xương này mới lọt lòng đã bị xem như nữ nhi để nuôi. Có điều việc này chỉ có lưu gia biết, người bên ngoài cũng không ai biết rõ ràng. Cũng bởi vì điều này mới dẫn tới hàng loạt sự tình phía sau. Lễ mừng năm mới, Dương Thiền một tuổi được cha mẹ trang điểm giống hệt em bé trong tranh, đáng yêu khiến lòng người cũng muốn tan ra. Lưu viên ngoại nhà bên ôm cục cưng lưu ngạn xương tới chúc Tết bởi vì ông còn trông đợi dương phụ thân làm phu tử cho con trai ông nữa mẹ dương thiền niềm nở đi lên rót trà tiểu dương thiền thì ôm chân phụ thân tò mò đáng giá đứa bé trong lòng lưu viên ngoại mỗi mỗi đứa bé trong ngực lưu viên ngoại dĩ nhiên cũng nhìn thấy tiểu dương thiền liền thò cánh tay nho nhỏ mũm mĩm ra hướng tiểu dương thiền chào hỏi tiểu dương thiền nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ phần điêu ngọc mài trong ngực lưu viên ngoại kia sợ hãi nút ra sau phụ thân mình. Lưu viên ngoại thấy bảo bối nhà mình cứ xoay tới xoay lui mãi, bất đắc dĩ buông nó xuống, để nó chơi cùng Dương Thiền. Lưu ngạn sương mới chỉ 2 tuổi, tiểu Dương Thiền cũng mới vừa biết đi, còn đi chưa vững. Lưu ngạn sương nhìn tiểu Dương Thiền, nhếch miệng cười cười, giống như con vịt nhỏ lung lung lay lay đi từ từ qua muốn dắt tay nàng. Tiểu Dương Thiền do dự, song vẫn để cho Lưu ngạn sương cầm tay. A à, a, à, muội muội, Lưu Ngạn Sương vui mừng cứ a à a à suốt, bỗng nhiên lấy khóa bạc trên cổ mình xuống, muốn đeo lên cổ Tiểu Dương Thiền. Không được, không được. Cha Dương Thiền thấy vậy, vội vàng ngăn cản. Cái này có gì mà không được? Lưu Viên ngoại lại rất vui mừng, hai đứa bé này có duyên, người cũng đừng câu nệ quá làm gì, chỉ là một cái khóa bạc thôi. Lưu Viên ngoại thấy Tiểu Dương Thiền xinh xắn đáng yêu như vậy, rất nhanh liền thích vô cùng cứ như thế, cái khóa bạc tinh xảo đã rời lên cổ Dương Thiền. Trên trời, hứa tiên nhìn một màn này, lại nghe một câu, có duyên, kia của lưu viên ngoại, không khỏi sợ run cả người. Mỗi lần nghe hai chữ đó, hứa tiên luôn cảm thấy sẽ có chuyện không tốt phát sinh. TNN, chị bị bóng ma tâm lý đây mà bằng, ha. Lưu ngạn xương, lưu ngạn xương, hứa tiên lẩm bẩm bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đây không phải là cha của Trầm Hương sao? Cái gì? Bạch Tố Trinh ở bên cạnh không hiểu hỏi. Hứa tiên lắc đầu, không có gì. Nhưng trong lòng lại kinh hãi, đứa trẻ chảy nước miếng kia chính là lưu ngạn xương sao. Cùng Dương Thiền quen nhau hình như không đúng lắm. Trong cốt truyện vốn không phải nói là lưu ngạn xương đến miếu tam thánh mẫu rồi nhất kiến trung tình với tam thánh mẫu Dương Thiền. Sau đó mới nảy sinh ra câu chuyện bảo liên đăng kia sao. Tại sao bây giờ lại khác xa kịch bản như thế? Hứa Tiên lúc này còn chưa biết, đây hết thảy cũng là do công lao của Bạch Tố Trinh. Những ngày sau, Hứa Tiên tiếp tục theo dõi quá trình lớn lên và trưởng thành của Dương Thiền. Tiểu Dương Thiền 2 tuổi, Lưu Ngạn Sương 3 tuổi. Muội muội, cái này cho muội ăn nè. Lưu Ngạn Sương mặc váy phấn lúc lắc, vẻ mặt lấy lòng đem bánh quế hoa mình giấu được đưa cho Tiểu Dương Thiền. Tỷ tỷ thật tốt. Tiểu Dương Thiền đưa tay mũm mĩm nhận bánh quế hoa, trong lòng vui sướng, cảm thấy Lưu Tỷ Tỷ nhà bên đúng là người tốt nhất thế giới nha. Muội muội, cái này cho muội. Lưu Ngạn Sương giơ con dế gấp bằng lá cây trong tay, hết sức phấn khởi chạy tới nhà Tiểu Dương Thiền, giống như cống vật quý dâng lên cho Dương Thiền. Tỷ tỷ thật tốt, Tiểu Dương Thiền vui vẻ hài lòng đón lấy cống phẩm, yêu thích không rời tay một lần nữa khẳng định tỷ tỷ nhà bên đích thực là người tốt nhất thế gian. Chấm. Tiểu Dương Thiền 3 tuổi, Lưu Ngạn Sương 4 tuổi. Muội muội, ta cõng muội, Lưu Ngạn Sương mồi xổm trên đất, quơ quơ hai cánh tay nhỏ bé ra sau lưng. Tiểu Dương Thiền do dự, tỷ tỷ cõng nổi muội sao? Dĩ nhiên được, Lưu Ngạn Sương son sắt thề. Kết quả chính là hai tiểu oa nhi ngã trống vó trên đất, Tiểu Dương Thiền khóc oa oa muội muội đừng khóc đừng khóc mà tỷ sẽ cố gắng lớn lên trưởng thành rồi sẽ có sức mạnh nhất định có thể cõng được muội lưu ngạn xương ngã thực ra so với tiểu dương thiền thảm hơn nhiều ít nhất khi dương thiền ngã còn có lưng hắn làm đệm mà hắn thì không may như thế cả người trực tiếp bồ nhào xuống đất rồi nhưng hắn vẫn cố chịu đau dỗ tiểu dương thiền có thật không tiểu dương thiền dụi dụi mắt nức nở thật mà ta chưa bao giờ gạt muội Lưu Ngạn Sương vỗ ngực nhỏ nói. Được rồi, vậy tỷ phải mau mau lớn lên nha. Tiểu Dương Thiền lúc này mới nín khóc mỉm cười. Lưu Ngạn Sương thấy Tiểu Dương Thiền cười rồi, cũng tâu tuết cười theo. Mà hứa tia ở trên trời lại cười đến ý vị sâu xa. Tiểu Dương Thiền 6 tuổi, Lưu Ngạn Sương 7 tuổi. Cái chữ này là viết như vậy, Lưu Ngạn Sương cầm bút lông, nghiêm túc viết lên giấy, dạy Tiểu Dương Thiền. Nha! tiểu dương thiền gật đầu nhận lấy bút trong tay lưu ngạn sương chăm chỉ viết dương phụ thân đã bắt đầu dạy lưu ngạn sương học tuổi tiểu dương thiền ít hơn một chút nên mặc dù được dương phụ thân dạy nhưng vẫn không có mau tiến bộ như lưu ngạn sương cho nên sở thích của lưu ngạn sương bây giờ là chạy tới chỗ dương thiền dạy nàng những chữ hắn mới biết được tuyệt đối không thừa nhận là mình có chút ý vị khoe khoang thấy vẻ mặt tỷ thật lợi hại của dương thiền hắn cảm thấy giống như ăn được mật ong vậy. Hai tiểu oa nhi cứ như vậy như hình với bóng, tình cảm tốt đến khiến những người bên cạnh tưởng họ là tỉ muội ruột thịt. Dĩ nhiên trong mắt người lưu gia, bọn họ là thanh mai trúc mã, còn nhỏ là bạn bè chơi đùa, đợi lớn lên thành thân rồi động phòng hoa trúc. Tiểu Dương Thiền 7 tuổi, Lưu Ngạn xương 8 tuổi. Lễ mừng năm mới năm nay, Lưu Ngạn xương mang theo Tiểu Dương Thiền đi xem hội đèn lồng phía sau còn có hai gã sai vặt cẩn thận từng tí đi theo. Hai đứa bé phấn điêu mọc mài, đó là trong mắt người đi đường, làm người ta vô cùng yêu mến. Đương nhiên hấp dẫn không ít ánh mắt, bao gồm cả bọn lừa đảo, sao? Mà lừa đảo này cũng không phải một người, là một đám người. Sao, Liên văn là quải tử, nghĩa là mẹ mìn, bọn bắt cóc, lừa đảo. Thừa dịp đông đúc, đám lừa đảo liều mạng chen tới chen lui cố gắng tách lưu ngạn xương và hai gã sai vật kia ra xa lưu ngạn xương thấy vậy liền nắm chặt tay dương thiền không chịu buông một bàn tay bịt kín miệng dương thiền một kẻ khác cũng tới kéo lưu ngạn xương định bịt miệng hắn cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh holic audio phiên ngoại 4. đông hải long cung ngao thanh tiếng gầm giận dữ truyền khắp các góc đông hải long cung đó là đông hải long vương chu lên tiểu muội muội hôm nay lại làm gì rồi lục thái tử ngao minh nhìn ngao thanh đang trốn trong phòng của mình có chút đau đầu hỏi không không làm gì mà ngao thanh than thở ánh mắt né tránh thật sự không làm gì sao thế sao phụ vương lại gào lên ngao minh nhíu mày nói không nói ta liền quẳng muội cho phụ vương đó muội cũng không làm gì a à? chỉ lấy ngọc trai của mấy ca cơ keo kiệt chỗ phụ vương thôi mà ngao thanh bĩu môi nói ngao minh hết nói nổi rồi những ca cơ kia đều là ngọc trai tinh trong thân có hạt ngọc trai rất lớn trong đầu ngao minh hiện ra cảnh ngao thanh đem toàn bộ ca cơ đè trên mặt đất sau đó sờ tới sờ lui trên người các nàng cuối cùng lấy hết ngọc trai khiến một đám ca cơ khóc lóc nhất thời trên trán đều là hắc tuyến ngao thanh nhà đầu chết tiệt kia đi ra cho ta đông hải long vương vẫn còn chu chéo còn chuyện gì nữa Ngào Minh nghe thấy giọng nói tức giận của phụ vương nhà mình liền biết sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy. Ngào Thanh chớp chớp mắt, bỗng nhiên quay đầu, chăm chú nhìn san hô ngũ sắc trong phòng Ngao Minh. Không nói ta liền quảng muội cho phụ vương, Ngao Minh uy hiếp. Cũng không có gì, muội chỉ là đem quy thừa tướng, ưng, cái kia. Ngào Thanh nhăn nhó không chịu nói. muội lại đem quy thừa tướng lật lại, lần này là bao lâu? Ngào Minh vô cùng đau đầu nhớ tới quy thừa tướng thường xuyên lệ nóng lưng trong tìm phụ vương nhà mình khóc lóc kể lể cáo trạng hành vi phạm tội của Ngao Thanh, Ngao Minh dối rắm vô cùng. Sao quy thừa tướng là con rùa nhe mũ, mũ? Cũng không lâu lắm, lần này chỉ nửa canh giờ thôi. Ngao Thanh chọc chọc hai đầu ngón tay vào nhau, yếu ớt trả lời. Vừa dứt lời bên ngoài lại truyền đến thanh âm chu chéo của Đông Hải Long Vương. Ngao Minh cảm thấy không thích hợp, tiểu muội muội thành thật nói cho ta biết lần này rốt cuộc gây họa gì muội không nói ta làm sao giúp muội 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 làm gãy mất một bên sừng của phụ vương ngào thanh ấp a ấp úng nói xong còn lôi từ phía sau ra một mảnh sừng rồng ti ha 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 bái phục sát đất đẳng cấp phá hoại của bé này bằng ngào mình thiếu chút nữa sặc nước miếng sừng rồng nhất thời sẽ không dài ra được bình thường thì không sao nhưng vấn đề là sắp tới phụ vương phải lên thiên đình dự tiệc bây giờ trên đầu có hai sừng một bên mất một bên còn nếu chúng thần tiên trên thiên đình nhìn thấy không biết sẽ chê cười phụ vương như nào nữa khó trách phụ vương phát điên lục ca mặc kệ muội phải trốn trước đã ngao thanh nói xong liền treo cửa sổ ra ngoài ai đợi chút ngao minh gọi ngao thanh lại muội muốn đi đâu muội tới nhân gian đi xem một chút không phải nói huynh nói nhân gian đẹp lắm sao ngao thanh khi nói chuyện đã đi ra ngoài cửa sổ không cho phép đi nhân gian rất nguy hiểm ngao minh vừa nghe liền khẩn trương ngăn cản ngao thanh lục ca lừa đảo lúc trước thì nói đẹp giờ lại nói nguy hiểm không để ý tới huynh nữa ngao thanh bỗng nhiên lấy ra cái gì đó ném về phía ngao minh nháy mắt phòng ngao minh tràn ngập khói đen chờ ngao minh phục hồi tinh thần bóng dáng ngao thanh đã chẳng còn Ngao Minh thở dài, thôi, tự mình len lén chú ý là được. Để cho Ngao Thanh ra ngoài trải nghiệm một chút cũng tốt. Ngao Thanh hưng chí bừng bừng đi lên bờ, thuật đằng vân cưỡi mây của nàng còn chưa luyện thành thảo, cho nên thường bay bay rồi lại ngừng ngừng. Mọi việc trên nhân gian nàng đều rất ngạc nhiên, đồ ăn của loài người còn khiến nàng tò mò hơn. Nhưng muốn ăn thì phải có bạc, mà nàng thì lại không có. Làm sao bây giờ đây? Ngao Thanh ngồi trên tảng đá, suy tư chân châu đáng giá như thế chắc là mang đi đổi bạc được. Nhưng mà không biết giá thị trường, bị lỗ thì làm sao bây giờ? Ngao Thành cũng không phải là đứa ngốc, nàng nghe được khối chuyện về nhân gian từ các ca ca. Nàng không muốn chịu thiệt. Ngay tại lúc nàng suy tư xong, muốn đứng lên, lại phát hiện đuôi của mình bị kẹt trong tảng đá. Dùng sức kéo kéo cái đuôi, thì thấy thế nào cũng kéo không được. Bởi vì chưa thể biến thân hoàn toàn, đuôi và sừng của Ngao Thanh chỉ có thể dùng thuật ẩn thân mà giấu đi, tuy phàm nhân không nhìn thấy nhưng chúng vẫn tồn tại chân thật, không thể thu lại được. Ngao Thanh đang muốn thi triển pháp thuật phá vỡ tảng đá, thì bên tai lại truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ. Này, muốn ta giúp không? Để ta giúp ngươi. Ngao Thanh quay đầu, liền nhìn thấy một thiếu niên áo đen tuấn tú đang nhìn mình. Dết tinh, người này là một con sâu nha. Được rồi, vậy ngươi giúp ta đi ngao thanh một bộ thực miễn cưỡng để ngươi giúp ta là cho ngươi mặt mũi rồi đấy nhưng thiếu niên áo đen kia lại vui mừng hớn hở tiến lên tóm lấy cái đuôi của ngao thanh ra sức kéo kéo a à, đau chết ta rồi ngu ngốc ngươi nhẹ một chút a à. ngao thanh đau kêu giống lên à thực xin lỗi thực xin lỗi tiểu dết vội vàng xin lỗi sau khi kéo được đuôi ra tiểu dết cùng ngao thanh đều bất ngờ bị ngã văng ra ngoài tiểu dết không hề nghĩ ngợi phi thân làm đệm lót cho Ngao Thanh. Ngao Thanh vừa mở mắt liền nhìn thấy một đôi mắt trong suốt của tiểu dết đang nhìn mình. Uy, tránh ra, Ngao Thanh mặt hơi hơi đỏ lên, quên mất là mình đang ở trên, phải tránh ra cũng là nàng trước. Tiểu dết nhìn Ngao Thanh, bất động. Làm gì, Ngao Thanh trừng mắt hỏi. Nàng thật xinh đẹp, làm nương tử của ta được không? Tiểu dết trực tiếp nói một câu. TNN, sao ạch sao thực trực tiếp nha bằng, mặt cười ngao thành nhất thời nghẹn lời chưa có ai khen nàng xinh đẹp nhìn người như một điều chỉ khen nàng đáng yêu ngao thành đứng lên đánh giá tiểu giết từ đầu đến chân sau đó híp mắt hỏi làm nương tử của ngươi có gì hay chuyện gì ta cũng nghe lời nương tử toàn bộ tiền bạc cũng do nương tử quản tất cả lời nương tử nói đều là chân lý ta sẽ đấm bóc phục vụ nương tử bóc hoa quả cho nương tử ăn trải giường chiếu cho nương tử ngủ tiểu rết nhỏ giơ tay đếm thực sự tính toán TNN, bằng, bằng thê nô số 1. Ngao Thanh càng nghe càng cảm thấy được. Nếu ta gặp nguy hiểm, Ngao Thanh hỏi. Ta sẽ che chở cho nàng. Tiểu dết ưỡn ngực nói. Ngao Thanh nghĩ nghĩ, còn thành thật nói, nếu ngươi không làm nổi phu quân của ta, ta liền mang ngươi đi ngâm rượu. Được, tiểu dết hai mắt sáng lên, nhìn Ngao Thanh. Rốt cục ta cũng có vợ rồi. Cứ thế tiểu dết mang Ngao Thanh trở về nhà hứa tiên. Sau đó, trải qua một loạt chuyện, Ngao Thanh cảm thấy có thể mang tiểu Z về nhà gặp tộc trường được rồi. Vì thế, nàng cùng tiểu dết đi theo Ngao Minh quay trở lại Đông Hải Long Cung. Ta không đồng ý. Ta cũng không đồng ý. Ta càng không đồng ý. Không đồng ý. Giống như trên. Đông Hải Long Vương, Đại Thái Tử, Nhị Thái Tử, Tứ Thái Tử, Ngũ Thái Tử toàn bộ đều nhất tề mở miệng phản đối. Lục Thái Tử Ngao Minh một bộ ta là người qua đường giáp đùa nhau à, lòng tộc là trùng tộc cao quý nhường nào, sao có thể thông ra cùng đám sâu đê tiện kia chứ. Còn Long Hậu không nói chuyện nên mấy vị phu nhân thái tử khác cũng không dám nói gì. Thế phụ vương người đồng ý ai? Ngao thanh nhíu mi, sắp có xu hướng phát hỏa. À, ta cảm thấy, ta cảm thấy. Đông Hải Long Vương ừ hừ nửa ngày, rất muốn nói Ngao Thương, nhưng những việc Ngao Thương làm khiến hắn muốn nói cũng ngượng ngùng. Dù thế nào đi chăng nữa, muội vẫn phải gả cho người long tộc. Đại thái tử ra tiếng. Vì sao nhất định phải gả cho long tộc? Ngao thanh lạnh lùng hư một tiếng hỏi. Bởi vì, đại thái tử nhìn phu nhân nhà mình, không dám nói ra câu kế tiếp bởi vì long tộc huyết thống cao quý, không thể lẫn lộn. Những lời này hắn không có gan nói bởi vì phu nhân nhà hắn là một con thùm luồng. Hắn cũng không muốn buổi tối ngủ trên mặt đất đâu. Bởi vì, tiểu tử này thoạt nhìn không tốt, nhất định sẽ đối xử tệ với muội nhị thái tử thấy đại thái tử không hé răng bèn mở miệng cứu viện sao huynh biết hắn đối với muội không tốt ngao thanh âm u nói trừng mắt nhìn nhị thái tử bỗng nhiên quay đầu nói với tiểu dết vẫn ngoan ngoãn đứng cạnh mình phu quân những điều kiện chàng đã từng hứa nói lại lần nữa tiểu dết hắng giọng lưu loát nói chuyện gì ta cũng nghe lời nương tử toàn bộ tiền bạc cũng do nương tử quản tất cả lời nương tử nói đều là chân lý, ta sẽ đấm bóp phục vụ nương tử, bóc hoa quả cho nương tử ăn, trải giường chiếu cho nương tử ngủ. Vài vị thái tử càng nghe sắc mặt càng kém, còn vài vị phu nhân thái tử càng nghe ánh mắt càng sáng. TNN, mặt cười, ha xong rồi xong rồi. Nương tử muốn ăn cái gì, ta đều đi mua, mua không được thì ta tự làm. Tiểu dết cuối cùng còn bổ sung một câu. Nghe thấy chưa, đại phu nhân nhéo lỗ tai đại thái tử, lôi sình sạch vào bên trong, đi, chúng ta đi vào tâm sự. Cứ như vậy, đại phu nhân kéo phu quân nhà mình, luyện tập một chút giải võ lực đơn nữ. Đại thái tử đáng thương hề hề chớp chớp mắt cầu cứu phụ vương, đông hải long vương nuốt nuốt nước miếng, trộm liếc sắc mặt không hề tốt của phu nhân nhà mình, cái gì cũng không dám nói. Ngao thanh đặt mông ngồi xuống, tiểu dết ngoan ngoãn đứng phía sau đấm vai cho nàng. Ngao thanh vẻ mặt thích ý, híp mắt nhìn vài vị huynh trường bỗng nhiên rời sự chú ý nói với mấy vị đại tàu các đại tàu ạ nữ nhân ấy mà tìm phu quân không cần quá anh tuấn cũng không cần quá lợi hại chỉ cần phu quân đối tốt với mình là đủ rồi cuộc sống nha bình thản mới là có phúc nam nhân anh tuấn thì sao có mài ra cơm ăn được không vừa anh tuấn vừa giỏi giang nhưng lại ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì lấy làm cái gì đúng không phu quân đúng lời của nương tử tất cả đều đúng tiểu dết ở phía sau mãnh liệt gật đầu. Các vị thái tử nghẹn họng nhìn chân chối, chừng mắt nhìn ngao thanh. Lý luận này là ai là kẻ nào đã dạy cho nó? Chính là hứa tiên làm. Đông Hải Long Vương cũng hoa mắt chóng mặt, nữ nhi đi ra ngoài có vài ngày sao lại thành thế này. Ngao thương kia sao có thể so với phu quân ta chứ? Với tiểu dết nhà ta, là nhất vợ nhi trời. Các vị đại tàu, các ca ca có bao giờ đặt các vị ở vị trí đầu tiên chưa? phu quân chàng nói xem ngao thanh cười tùm tìm hỏi nương tử nói rất đúng trong lòng ta nương tử là số một tiểu dết lập tức phụ họa các vị thái tử bỗng run rẩy cảm thấy nhiệt độ không khí quanh mình đột nhiên giảm xuống phu quân chúng ta vào nhà tâm sự riêng đi tứ phu nhân cười đến tiên kiều bá mị tứ thái tử càng thêm run rẩy không muốn rời đi cuối cùng tứ phu nhân một phen cưỡng chế tha trở về giải đơn nữ thành giải đôi nữ. Con, con học cái này của ai? Quả thực, quả thực, Đông Hải Long Vương tức đến phát run, vươn tay chỉ vào Ngao Thanh. Quả thực cái gì? Đông Hải Long Hậu cười tới hỏa ái dễ gần, ôn nhu hỏi. Quả thực rất tốt, chính là chân lý A. À. Đông Hải Long Vương vỗ vỗ đùi, nịnh nọt ha ha cười rộ lên. Nhìn thấy sắc mặt phu nhân nhà mình khá hơn, mới thầm thở phào, nguy hiểm, quá nguy hiểm vài vị thái tử còn may mắn ngồi lại thì vô cùng sáng suốt gật đầu phụ họa phụ vương nhà mình đúng đúng muội muội nói đúng phụ vương nói cũng đúng sau đó các vị thái tử lại trách mắng hành vi bất lương của đại thái tử và tứ thái tử làm cho phu nhân nhà mình đều phi thường hài lòng ngao thanh cười tùm tìm nhìn nhìn đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay đang bóp bóp bà vai của nàng không cần quay lại nàng cũng biết con rết kia giờ phút này đang cười sáng lạn vô cùng cứ như vậy Ngao Thanh không đánh mà thắng, giải quyết tất cả vấn đề. Sau đó, con rết nhỏ kể hết tình huống lúc đó cho sư phụ vô lương hứa tiên biết, khiến hứa tiên vô cùng kinh ngạc, cảm thán, Đông Hải Long tộc hóa ra lại là người người sợ vợ như thế này nha. Có lẽ đây chính là điểm đặc sắc của Đông Hải Long tộc đi. Phiên ngoại năm, hôm nay Pháp Hải đi khất thực xong, đang trên đường trở về Kim Sơn Tự. Lúc đi đến đường lên núi, Pháp Hải không nhịn được lấy thành quả khất thực ra xem xét. Hôm nay gặp được người hào phóng, Pháp Hải nhìn mấy tấm ngân phiếu trong tay hớn ha hớn hở. 50 lượng này để mua giày cho tăng nhân kim sơn tự, 100 lượng này dùng để mua quần áo, 20 lượng này thì mua đồ ăn đi, còn có. Pháp Hải đang tính tính toán toán, thì bỗng nhiên một ngọn lửa không biết từ đâu chui ra bùng lên. Pháp Hải cả kinh, hắn cảm thấy ngọn lửa này không đơn giản. Vội vàng thi triển pháp thuật phòng ngự, nhưng người thì không sao mà ngân phiếu trong tay lại hóa thành cho tàn. Pháp Hải ngây ngốc nhìn nắm cho tàn trong tay mình, lại nhìn cho tàn phiêu tán trong không trung, lửa giận trong lòng dần dần bùng lên. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn nơi phát ra lửa, liền nhìn thấy phía trước có hai yêu quái đang đánh nhau, khí thế ngất trời. Một con sơn dương tinh, một con hỏa yêu, con sơn dương kia tu vi cao, sớm đã hóa thành hình người, bề ngoài là một nam tử trung niên, trên tay cầm một cái đinh ba sao sắc bén, miệng phun lửa từng bước ép sát hỏa yêu kia mà hoa yêu kia hiển nhiên tu vi kém hơn nhiều, không nói đến chưa thể hóa thành hình người, hiện tại còn đang phải chật vật tránh né công kích của Sơn Dương Tinh. Hoa yêu quả thực rất gầy yếu, trên cổ còn có một vòng hoa thật to. Tu vi của nó xa xa không bằng Sơn Dương Tinh, không cần phải nói, nếu tiếp tục nhất định sẽ bị Sơn Dương Tinh kia giết chết. Pháp hải tay run lên, vứt bỏ cho tàn trong tay, tê tâm liệt phế hét lớn một tiếng, chịu chết đi. Sau đó lập tức xông về phía trước, không nhiều lời dơ thiền trượng lên trực tiếp đập vào đầu Sơn Dương Tinh kia, rồi lấy kim bát ra ném lên đỉnh đầu Sơn Dương Tinh. Sơn Dương Tinh chưa kịp kêu tiếng nào đã bị thu vào. Làm xong mọi chuyện, Pháp Hải tức giận hừ lạnh một tiếng, thu hồi kim bát, chuẩn bị đi về. Hòa yêu ngây ngốc đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Pháp Hải. Nàng đã chuẩn bị nhận lấy cái chết, nhưng Pháp Hải ngay cả một cái liếc mắt cũng lười nhìn nàng. Đại sư, đại sư, hòa yêu đuổi theo. Có chuyện gì? Pháp Hải ác thanh ác khí hỏi, giờ phút này tâm tình của hắn không tốt, thật không tốt, phi thường không tốt. Đại sư, ngài không thu ta sao? Hòa yêu mốc nghếch hồ đồ hỏi. Ta thu ngươi làm cái gì? Tránh ra, Pháp Hải không kiên nhẫn phất tay, làm cho hòa yêu tránh ra. Nói xong, Pháp Hải thở phì phì quay về. Hòa yêu đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Pháp Hải đi xa, thật lâu không có rời mắt. Thẳng đến khi thân ảnh Pháp Hải biến mất, nàng mới thu hồi ánh mắt, xoay người quay lại rừng sâu. Pháp Hải đêm nay trằn trọc, không sao ngủ được, đau lòng đống ngân phiếu bị sơn dương tinh thiêu hủy kia. Mà hòa yêu đêm nay cũng không ngủ, trước mắt luôn hiện ra hình ảnh hòa thượng đã cứu nàng. Ngày hôm sau, Pháp Hải lại xuống núi, chuẩn bị đi khất thực. Cũng sắp đến mùa đông, chúng tăng trong chùa đều cần mua thêm áo bông a. À. Pháp Hải vừa đi vừa tính toán chi phí của chùa trong mùa đông năm nay, đến giữa sườn núi, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu ra sau hừ lạnh một tiếng, người muốn theo ta tới khi nào. Pháp Hải vừa nói, trong lùm cây ven đường truyền đến âm thanh sột soạt, rồi hoa yêu hôm qua sợ sệt vươn cổ ra nhìn Pháp Hải. Trên cổ hoa yêu còn có một vòng hoa màu trắng, thoạt nhìn rất buồn cười. Đi theo ta làm gì? Pháp Hải tâm tình vẫn không tốt. Đại sư, ta, ta đến cảm ơn ân cứu mạng của ngài. Hoa yêu yếu ớt nói. Pháp Hải khóe miệng giật giật, sắc mặt rất là trịnh trọng nói, trời cao có được hiếu sinh, người dốc lòng tu hành, nhất định có thể quy y tam bảo sao. Trong lòng lại nói, ta đây không phải cứu ngươi, ta là báo thù cho ngân phiếu của ta. Nhưng mà, hơi thở trên người hoa yêu này rất tinh thuần, hiển nhiên là một lòng tu luyện, không có làm gì thương thiên hại lý. Sao tam bảo, ba cơ sở chính của Phật giáo là Phật, Pháp, Tăng, tức là bậc giác ngộ, giáo pháp của bậc giác ngộ và những người đồng giác ngộ. Quy y Tam Bảo là trở thành Phật tử. Pháp Hải nói xong, xoay người đi xuống núi, không để ý tới Hoa Yêu nữa. Hoa Yêu nhìn theo Pháp Hải rời đi. Chờ Pháp Hải khất thực xong, trên đường trở về Kim Sơn tự, lại nhìn thấy Hoa Yêu kia tội nghiệp ngồi ở ven đường. Vừa thấy Pháp Hải xuất hiện, hai mắt nàng liền sáng lên. Đại sư, ta chờ ngài đã lâu." Hoa Yêu hưng phấn không đi tu hành ở đây làm cái gì pháp hải hôm nay tâm tình không tệ bởi vì thành quả khất thực hôm nay không tồi cho nên đối với hoa yêu cũng là vẻ mặt ôn hòa cảm ơn ân cứu mạng của đại sư vật này xin tặng đại sư hoa yêu thật cẩn thận từ phía sau lấy ra một cái hồ lô đây là rượu mật hoa ta ủ pháp hải nhìn hồ lô không nhúc nhích a à, thực xin lỗi đại sư ta quên mất ngài không thể uống rượu hoa yêu bỗng nhiên nhớ tới cái gì bất an nói. Rượu thịt trôi qua bụng, Phật tổ lưu trong lòng sao? Pháp Hải rất là bình tĩnh tiếp nhận hồ lô, không mất tiền, mua sao mà không uống. Sao nguyên văn, diêu râu cho ăn trang cua, phu du xin trông lưu tử nhục xuyên trường quá, Phật tổ tâm trung lưu. Hòa yêu nhất thời vui vẻ không thôi. Trở về tu hành cho tốt, không cần tùy ý đi đi lại lại, rất nguy hiểm, Pháp Hải căn dặn xong thì bước đi hòa yêu chỉ độn nhìn pháp hải đi xa mới đột nhiên gật đầu trong lòng vui vẻ không thôi đây là lần đầu tiên có người quan tâm nàng tu vi của nàng rất thấp đến giờ vẫn còn chưa thể hóa thành hình người hoàn toàn nhưng nàng đã có nội đan mà nội đan của nàng rất tinh thuần là thuốc bổ cho bọn yêu quái cho nên mới bị con sơn dương tinh kia đuổi giết hôm nay hòa yêu vẫn đứng nhìn đến khi bóng dáng pháp hải khuất hẳn mới nhảy nhót trở về sau đó Pháp Hải phát hiện mỗi lần hắn xuống núi, lên núi, hoa yêu kia đều ngồi xổm ven đường chờ hắn. Đôi khi thì cùng trò chuyện, đôi khi Pháp Hải chừng mắt một cái, nàng liền ngồi yên không dám động đẩy, chỉ chân chân nhìn hắn, nhìn cho đến khi hắn đi xa. Hôm nay, Pháp Hải khất thực xong, mới đi đến chân núi thì trời mưa to. Pháp Hải vung tay lên, trong nháy mắt quanh thân thể được bao phủ một vòng kim quang, ngăn mưa ở bên ngoài. Hắn vừa định cưỡi mây bay về kim sơn tự, bỗng nhớ đến hoa yêu mỗi ngày đều ngồi chờ hắn ở ven đường kia nghĩ ngợi pháp hải không trực tiếp quay về mà đi lên sườn núi đến sườn núi pháp hải liền nhìn thấy hoa yêu kia ngồi xổm ven đường trên đầu giơ một cái lá cây lớn đang nhìn đường chờ đợi mà trong lòng của nàng còn một cái lá cây lớn khác không cần phải nói cũng biết cái lá kia chuẩn bị cho ai trời mưa như thế sao ngươi còn ở đây pháp hải từ trên không đáp xuống thình lình xuất hiện trước mặt hoa yêu Hòa yêu bị hoảng sợ, thiếu chút nữa ngất xỉu. Sau khi nhìn thấy rõ người trước mặt là ai, nàng cười rộ lên nói: Đại sư, ta. Hoa yêu vừa định nói là ở chỗ này chờ hắn, sợ hắn bị mưa gió làm ướt nên mới chuẩn bị lá cây. Bỗng phát hiện xung quanh Pháp Hải đều bao phủ một vòng kim quang, hoàn toàn không dính chút mưa gió nào. Hoa yêu sắc mặt ảm đạm, nuốt câu nói kế tiếp vào bụng. Pháp Hải trầm mặc nhìn Hoa yêu, Hoa yêu cúi đầu giọng nhỏ như mũi kêu, ta muốn xuống núi tìm ngài, nhưng lại sợ gặp phải yêu tinh xấu muốn ăn ta như lần trước. Cho nên mới ở chỗ này đợi ngài, giọng nói càng ngày càng nhỏ, hoa yêu muốn đem cái lá trong lòng giấu đi. Giờ nàng mới biết, người trước mặt mình pháp lực mạnh hơn so với nàng tưởng tượng rất nhiều. Hắn còn có thể cưỡi mây, đâu cần đến mảnh lá cây của mình. Pháp Hải nhìn động tác của hoa yêu, không nói gì, mà đưa tay lấy phiến lá cây hoa yêu sắp giấu đi, dơ lên đỉnh đầu, thu hồi kim quang, vẫn không nói gì đi bộ lên núi. Hòa yêu ngây ngốc nhìn bóng dáng Pháp Hải, thẳng đến khi Pháp Hải đã đi xa, nàng mới lấy lại tinh thần, cao hứng nhảy tương tương. Xa xa, Pháp Hải tình lình quay đầu lại, mặt nàng liền đỏ bừng, nháy mắt ngừng nhảy nhót, nghiêm trang đi vào rừng. Pháp Hải khóe miệng cong cong, quay đầu lại, đi về chùa. Từ đó về sau, mỗi ngày, Hòa yêu đều ngồi xổm ven đường chờ Pháp Hải, khác với trước kia là trong tay nàng mỗi ngày đều có thứ gì đó. Hoặc là hoa quả, hoặc là nấm dại. Nếu Pháp Hải đi ra ngoài dạo chơi, mỗi ngày nàng cũng đều ngồi xổm ven đường, kiếm chân nhìn đường xung quanh, chờ đợi Pháp Hải trở về. Pháp Hải mỗi lần nhìn thấy bộ dáng mong mỏi của Hoa Yêu, cũng không nói gì nhiều, Hoa Yêu cho hắn cái gì hắn đều nhận lấy. Mà phía sau, Hoa Yêu cao hứng đến đôi mắt cũng thành một đường thẳng rồi. Hôm nay, Pháp Hải từ bên ngoài trở về, theo thói quen nhìn về phía chỗ Hoa Yêu hay ngồi ở ven đường, nhưng lại không thấy Hoa Yêu đâu. Pháp Hải nhướng mày, trong lòng trầm xuống, Hoa Yêu gặp nguy hiểm. Chính Pháp Hải cũng không biết vì sao sau khi không thấy Hoa Yêu đợi mình thì trong đầu lại hiện lên ý niệm nàng gặp nguy hiểm mà không phải nghĩ là nàng đã chán phải chờ đợi mình rồi. Pháp Hải đi vào trong rừng, thi triển thần thức tìm kiếm Hoa Yêu. Hai giọng nói dần dần rơi vào trong tai Pháp Hải, tựa hồ là hai yêu tinh Ngươi xác định hoa yêu này hữu dụng, giọng nói này mang theo hoài nghi. Thật sự, hòa thượng kia rất lợi hại, xá lợi sau khi thiêu khẳng định vừa lớn lại vừa nhiều, đến lúc đó chúng ta chia đôi là được. Một giọng khác tràn đầy tham lam và nóng này. Hòa yêu này thực sự có thể khiến hòa thượng kia gắn câu sao? Giọng nói đầu tiên vẫn hoài nghi. Thật sự, thật sự mà, ta lừa ngươi làm cái gì? Giọng còn lại có chút không kiên nhẫn, ta trông chừng hoa yêu này, người dẫn hòa thượng kia tới. Ô ô, giọng nói bị đè nén này chính là hoa yêu, nàng hình như bị trói, miệng cũng bị bịt kín. Kêu là cái gì, chờ lúc sau gọi ngươi, đến lúc đó ngươi chỉ cần lớn tiếng kêu cứu mạng là được rồi. Tiếp đó là bốc một tiếng, một giọng nói hung ác uy hiếp truyền tới. Pháp Hải hơi hơi híp mắt, đáy mắt hiện lên một tia nguy hiểm mà chính hắn cũng chưa phát hiện ra, rất nhanh hướng chỗ phát ra âm thanh bay đi khi Pháp Hải đuổi tới, liền nhìn thấy hoa yêu bị trói thành cái bánh trưng, vứt trên mặt đất. Một nửa bên mặt bị sưng phù, hiển nhiên tiếng bốp lúc nãy chính là hoa yêu bị tát một cái. Hòa thượng thật sự đến rồi ha, một giọng nói tràn ngập vui sướng. Ô ô, ô, hoa yêu bị bịt miệng liều mạng dẫy ruộng. Nhìn Pháp Hải ra sức nháy mắt. Ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng và sốt ruột. Pháp Hải lạnh lùng nhìn hai tên yêu tinh, một tên là sói tinh, tên còn lại là hồ tinh. Hải yêu tinh đều hưng phấn nhìn pháp hải giống như pháp hải đã là đồ ngon trên bàn của bọn nó. thoạt nhìn đạo hành không tồi, hắc hắc thiêu đi khẳng định có rất nhiều xá lợi. sói tinh trong mắt tràn đầy tham lam, có thể tăng không ít tu vi nha. sau đó sẽ lấy nội đan của hoa yêu ra ăn. hồ tinh cũng hưng phấn dị thường. hoa yêu thần sắc càng ngày càng sốt ruột, nàng liều mạng dãy ruộng. nàng không muốn pháp hải xảy ra chuyện gì. pháp hải mắt lạnh nhìn hai tên yêu tinh lại nhìn hoa yêu chật vật không chịu nổi trong lòng có một cảm giác buồn bực khó hiểu dâng lên không nói lời vô nghĩa trực tiếp ném ra kim bát kim bát xoay tròn trên đỉnh đầu hai tên yêu tinh hai yêu tinh kêu thảm cầu xin tha thứ pháp hải mắt điếc tai ngơ đi tới chỗ hoa yêu cởi dây trói cho nàng hai yêu tinh bị bắt vào kim bát tiếng kêu đình chỉ lại đại sư đại sư đại sư hoa yêu chỉ biết nói hai chữ này Pháp Hải thở dài, thu hồi kim bát, xoay người. Đại sư, Hòa Yêu lại nói. Pháp Hải lại thở dài, không có xoay người, chỉ vươn một bàn tay. Hòa Yêu đầu tiên sửng sốt, sau đó mừng như điên, vươn tay cầm tay Pháp Hải đi theo phía sau hắn. Một năm sau, Pháp Hải dạo chơi bốn phương gặp được hứa tiên cùng Bạch Tố Trinh. Hứa tiên vừa thấy Pháp Hải, thiếu chút nữa cuồng tiếu. Pháp Hải, hình tượng của ngươi là sao đây? Ha ha ha, ngươi, hứa tiên cười đau cả bụng. Pháp Hải có rút khóe miệng, không nói lời nào. Bạch Tố Trinh cũng không nhịn nổi, phụt cười ra tiếng. Cái đầu chọc lóc của Pháp Hải bóng loáng dưới ánh sáng mặt trời, đây cũng là bình thường, Pháp Hải là hòa thượng mà. Nhưng có ai nói cho nàng, vì sao trên lỗ tai Pháp Hải lại có một đóa hoa nhỏ màu trắng không? Pháp Hải buồn bực nói, nàng đi mệt rồi. Ha ha, ha ha ha, hiểu được, hiểu được. Hứa Tiên cười đến không thở được. Bạch Tố Trinh sớm nhận ra đóa hoa trắng trên lỗ tai Pháp Hải kia là một hoa yêu. Nhưng dù hoa yêu đi mệt thì cái phương thức mang theo này cũng khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. "Ngươi, ngươi không thể cài nàng trên áo được sao? Nhất định phải cài trên tai sao?" Hứa Tiên ý vị hỏi. Khi Hứa Tiên nói, đóa hoa trắng kia đã hiện thành hình người, quấn bạch đứng ở bên người Pháp Hải, ngượng ngùng nhìn Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh. Ta bể bộn nhiều việc, sau này còn gặp lại." Pháp Hải sắc mặt đen sì, xoay người rời đi. Hoa Yêu vội vàng đi theo. Phía sau Hứa Tiên còn cười một trận, sau đó lại thấy Pháp Hải cùng Hoa Yêu kia đi không xa. Hoa Yêu lần nữa hiện nguyên hình, Pháp Hải đón lấy nàng, cài lên trên áo rồi mới đi tiếp. "Ha ha, Tiểu Bạch, huynh xem Pháp Hải kìa." Hứa Tiên vẫn còn cười. Bạch Tố Trinh cũng cười rộ lên, nói, "Pháp Hải cũng có người bên cạnh rồi." không kỳ quái hứa tiên ngừng cười nhìn bóng lưng pháp hải đi xa nhưng mà ta thật tò mò lúc nào thì quan hệ của bọn họ tiến thêm một bước đây kỳ thật không sao cả bọn họ đã quen thuộc đối phương quen ở cùng nhau có tình cảm không cần nói rõ bạch tố trinh nhẹ giọng nói cũng phải hứa tiên gật gật đầu có khi yêu không cần nói ra miệng chỉ cần dùng trái tim cảm nhận thế là đủ rồi sao đinh ba Phiên ngoại sáu, Tiếng trống rung trời, mây bay dập bóng Trên hoa quả sơn, một ngọn cờ cao chọc trời Trên viết tề thiên đại thánh Còn khỉ ngang ngược, quá càn rỡ Chỉ bằng hắn cũng đòi tề thiên ngang với trời Thác tháp lý thiên vương đứng trên một đám mây Cầm linh lung bảo tháp trên tay, liên tục cười lạnh Còn đi gặp hắn, trên mặt tuấn Mỹ của na cha hiện lên ý cười Không đợi thác tháp lý thiên vương nói chuyện Liền đạp phong hỏa luân đi xuống cẩn thận một chút, tháp tháp Lý Thiên Vương nhìn bóng dáng Na Cha, tâm tình thập phần phức tạp. Lo lắng là tất nhiên, hơn nữa nhiều năm như vậy, Na Cha đã thật sự tha thứ cho mình hay chưa? Ngày trước từng bước dồn ép Na Cha, hắn hối hận vạn phần. Nếu lúc trước, khi Đông Hải Long tộc tới cửa, mình không bức bách con tự sát tả tội, nếu lúc trước mình không phá hư kim thân của Na Cha, thì mình và Na Cha đã không giống như bây giờ, phải không? Đáng tiếc, trên đời này lại không có nếu như nhị lang thần đứng yên trên đám mây bên cạnh, hạo thiên khuyển uy vũ ngồi ở bên, nhìn na cha bay xuống. Nhị lang thần, na cha nó, thác tháp lý thiên vương nhìn nhị lang thần bên người, nhẹ giọng kêu. Không cần nhiều lời, na cha là người như thế nào, chắc người rõ ràng hơn so với ta. Hắn sẽ không muốn ta ra tay trợ giúp, nhị lang thần không quay đầu lại nhìn thác tháp lý thiên vương, mà chỉ thản nhiên nói như vậy. Na cha cao ngạo, hắn biết rõ ràng ý của thác tháp lý thiên vương nhị lang thần tự nhiên hiểu được là muốn mời hắn tương trợ na cha với yêu cầu này nhị lang thần đương nhiên là trực tiếp cự tuyệt thác tháp lý thiên vương nhẹ nhàng thở dài na cha cao ngạo từ trong xương tùy hắn làm sao không biết chính là hắn vẫn là thực lo lắng nhị lang thần khóe mắt sư quang nhìn thác tháp lý thiên vương lo lắng trong lòng thở dài thật dài sớm biết như thế lúc trước tội gì khi đó hắn có từng nghiệm một chút tình phụ tử hay không? Để đến bây giờ, tuy mặt ngoài hòa hợp yên ấm, nhưng có một loại tổn thương nếu đã tồn tại thì không thể chữa lành. Na cha đi xuống không bao lâu, liền đánh nhau cùng Tôn Ngộ Không. Càng đánh càng ác liệt, càng đánh càng đi xa, đánh đến thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, nhưng Nhị Lang thần lại ngăn không cho kẻ nào giúp đỡ. Hai người vẫn đánh nhau. Một lúc sau, Na cha chật vật chạy trở về nhị ca, đệ không phải đối thủ của hắn A. À. Na cha thực buồn bực nói, hơn nữa chữ A à, cuối cùng còn kéo dài âm điệu. Nhị lang thần khóe miệng co rút, đệ không phải đối thủ của hắn, là phương diện nào không phải đối thủ. Là uống rượu không phải đối thủ sao? Nhị lang thần trường kích vung lên, quát khẽ nói ta đi. Lúc lướt qua bên người na cha hạ giọng nói, lần sau làm mùi rượu trên người rượu bớt đi thì diễn trò hợp hơn. Na cha chột giả cả người run lên, rụt cổ lại, lui sang một bên. Nhị lang thần cưỡi mây hạ xuống, áo tròn màu bạc tung bay theo gió, tóc dài phiêu tán, tuyệt đại tao nhã đến không nói nên lời. Mười vạn thiên binh thiên tướng nổi chống trợ uy, ngọn cờ tung bay, thanh thế minh mông cuồn cuộn. Thái thượng lão quân đứng trên một cụm mây, híp mắt nhìn phía dưới. Nhị lang thần cùng tôn ngộ không đánh nhau. Ta thua hắn, các ngươi không cần giúp đỡ, ta thắng hắn, các ngươi cũng đừng xuống vào giọng nói nhị lang thần trong trèo nhưng lạnh lùng rơi vào trong tai mọi người tựa như oanh tạc lỗ tai khiến lòng người kinh sợ thái thượng lão quân nghe xong hơi hơi híp mắt không nói chuyện ông biết lời này là nói với ông lúc nhị lang thần cùng tôn ngộ không đánh đến cao trào là lúc thái thượng lão quân ra tay đánh lén tôn ngộ không bị vòng sắt của thái thượng lão quân đập cho choáng váng hồ hồ sau đó bị mọi người bắt giữ nhị lang thần sắc mặt đen như đáy nồi mắt lạnh nhìn thái thượng lão quân Thái thượng lão quân chớp mắt, quay đầu, làm bộ xem đám mây bay bên cạnh. Thái thượng lão quân, ngài lại đánh lén, nhị lang thần bay đến bên cạnh thái thượng lão quân, nhíu mày trách cứ. Thái thượng lão quân làm bộ không nghe thấy, không để ý hình tượng ngoáy ngoáy lỗ tai. Thái thượng lão quân, nhị lang thần cắn răng mở miệng. Ngâu, hào thiên khuyển thấy thái thượng lão quân dám không để ý chủ nhân nhà mình, há mồm cắn bắp chân thái thượng lão quân. Thái thượng lão quân phát ra một tiếng hét thảm, giơ chân muốn đá văng Hao Thiên khuyển. Nhị lang thần triệu hồi Hao Thiên khuyển, trong lòng lại nói làm tốt lắm. Ngươi, ngươi, Thái thượng lão quân tức đến ngón tay phát run, chỉ chỉ vào Hao Thiên khuyển. Nhị lang thần không nhìn, quay đầu ra chỗ khác. Ta dễ bị khinh thường lắm sao? Ta khổ khổ sở sở luyện đan, lại bị con khỉ kia trộm mất một đống. Ăn vụng thì thôi, lại còn lãng phí như vậy đổ đi quá nhiều, làm mất tất cả. Mỹ dung đan, đan làm đẹp của vương mẫu nương nương cũng bị hắn ăn. Hắn là một con khỉ đực, làm đẹp cái con khỉ A. À. Làm hại vương mẫu nương nương chỉ vào mũi ta mà mắng mà chửi, ta dễ bị khinh thường lắm sao. Thái thượng lão quân rút cuộc bạo phát, càng nói càng thương tâm, càng nói càng nức nở. Nhị lang thần trợn mắt há hốc mồm, hao thiên khuyển cũng trợn tròn mắt. Ta dễ chịu sao? hiện tại ta phát thiết một chút cũng không được sao một mình ta cũng không phải là đối thủ của hắn ta đánh lén cũng không được sao thái thượng lão quân thương tâm đến hồ đồ nghĩ đến lệnh phải luyện chế mỹ dung đan trong thời gian ngắn của vương mẫu nương nương ông thật muốn tự sát cho rồi nhị lang thần mang theo hao thiên khuyển chạy trốn chỉ còn thái thượng lão quân đang vô cùng bi phẫn huynh không sao chứ giọng nói hơi trần chờ rơi vào trong tai nhị lang thần vừa quen thuộc vừa xa lạ nhị lang thần trầm mặc một lúc lâu sau đó chậm rãi nói ta không sao thật không vậy là tốt rồi giọng nói từng quen thuộc nhất kia mang theo chút yên tâm rồi sau đó biến mất nhị lang thần đứng ở bờ sông thở dài chủ nhân người nhớ nàng vì sao không nói cho nàng biết hao thiên khuyển nói tiếng người nghi hoặc hỏi nhị lang thần trầm mặc chủ nhân người rõ ràng thích nàng vì sao không nói cho nàng hào thiên khuyên tiếp tục hỏi nhị lang thần cười nhẹ nhìn về phía phương xa ánh mắt thẫn thờ ngày đó nàng nở nụ cười trong sáng mà rực rỡ như ánh mặt trời với mình nụ cười ấy đã khắc sâu vào trái tim của mình nhưng rốt cuộc vì sao nàng không tươi cười rực rỡ như vậy với mình nữa hào thiên khuyên nhìn bộ dạng xuất thần của nhị lang thần thở dài ghé vào trên đất vì sao chủ nhân và nàng lại rắc rối như vậy a à? thích chính là thích thích thì ở cùng một chỗ đi. Sao còn phải chia cách, nếu lo lắng cho nhau thì nói ra đi, sao phải nhăn nhó sầu khổ như thế chứ? Nhị lang thần đứng lặng không nói thật lâu, tận đến lúc mặt trời ngả về tây mới xoay người trở về. Lỗ tai hao thiên khuyển run lên, đứng lên đi theo phía sau. Xuân đi đông đến, đông đến xuân đi. Kim thiền tử dẫn ba đồ đệ đi lấy kinh trở về, trải qua 81 kiếp nạn, cuối cùng chấm dứt nhân duyên. Nhìn tôn ngộ không cùng từ hà tiên từ ngọt ngào, nhị lang thần liền tức đầy một bụng. Vì sao này con khỉ chết tiệt này bị đánh xương mặt mà biểu tình còn ngọt ngào như vậy? Thật sự là đáng đánh. Nhị lang thần tuyệt đối không thừa nhận chính mình đang ghen tị. Bao nhiêu năm trôi qua, vốn tưởng rằng bóng dáng kia sẽ dần dần phai nhạt, ngờ đâu lại càng ngày càng rõ ràng. Nhị lang thần mới hiểu được, người kia đã khắc sâu tận xương tùy của mình rồi. Nhưng nàng thì sao? mình có vị trí gì trong lòng nàng. Sư phụ, vì sao không nhìn thẳng vào trái tim mình? Hôm nay Bạch Tố Trinh tới thăm hắn, trước khi đi để lại một câu. Nhị lang thần hơi hơi há mồm, muốn nói cái gì, lại nói không nên lời. Ba ngày sau, hứa tiên bỗng nhiên mang đến một tin tức. Nàng nhảy xuống chu tiên đài. Vì sao, vì sao, nhị lang thần kích động thiếu chút nữa muốn ăn thịt hứa tiên. Nàng nói nàng mệt mỏi, không muốn đợi thêm nữa hứa tiên nhìn nhị lang thần đang kích động thuật lại lời nói của người kia rõ ràng hai người yêu nhau vì sao phải phức tạp như thế mệt mỏi mệt mỏi nhị lang thần ánh mắt bỗng nhiên có chút mờ mịt đứng lên mệt mỏi không muốn đợi thêm nữa nhị lang chân quân ngài hãy tự hỏi lòng mình trong lòng ngài là nàng hay còn người khác hứa tiên nhíu mi đương nhiên là nàng nhị lang thần không chút suy nghĩ thốt ra đó không phải là cuối cùng, hứa tiên nhún vai. Nhưng vì sao nàng lại ngốc như vậy, vì sao muốn nhảy xuống chu tiên đài? Vì sao, nhị lang thần trước giờ chưa từng dao động, giờ phút này sợ hãi đến thất hồn lạc phách. Không đợi hứa tiên trả lời đã kích động ngừng đầu lên, chuẩn bị phóng đi ra ngoài. Ngài chậm rồi, nàng đã nhảy xuống, hứa tiên lạnh lùng nói, trong lòng lại bĩu môi, sớm biết như thế, lúc trước chẳng vậy nhị lang thần nháy mắt cứng đờ mi gian điểm giữa hai đầu lông mày đều là suy sụp và tuyệt vọng hao thiên khuyển lo lắng ở bên cạnh ô ô kêu ta nói nhị lang chân quân mệt ngài mang tiếng anh minh thần võ hứa tiên bĩu môi nàng nhảy xuống chu tiên đài cũng không phải hồn phi phách tán ngài không định đi tìm truyền thế của nàng sao nhị lang thần hốt hoảng ngừng đầu ánh mắt phát sáng không nói gì với hứa tiền mà lao ra ngoài hào thiên khuyển theo sát phía sau. Hứa tiên nhìn bóng dáng nhị lang thần, nhún vai thở dài. Thật là, vì sao nhị lang thần anh minh thần võ đối với chuyện tình cảm lại ngu ngốc như vậy chứ? Thích chính là thích, không thích chính là không thích, chuyện quá đơn giản, lại cứ muốn làm cho phức tạp. Nương tử thực thông minh, bạch tố trinh xuất hiện, ôm trầm bà vai hứa tiên. Chuyện, hứa tiên dung đùi đắc ý, người kia nhảy xuống chu tiên đài là chủ ý của nàng mà hơn nữa trước mắt xem ra chủ ý này hiệu quả phi thường tốt đó thôi hai người mà còn tiếp tục phức tạp vạn năm nữa trôi qua cũng chẳng có gì tiến triển mất đi thôi bạch tố trinh mỉm cười ôm hứa tiên đi ra ngoài vợ chồng hai người đi đâu a đương nhiên xem náo nhiệt đi phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn